5,54 tỷ đô la Mỹ đầu tư trực tiếp nước ngoài đổ vào lĩnh vực bất động sản chỉ trong 6 tháng đầu năm, gần gấp đôi so với lượng FDI đăng ký của cả năm ngoái. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sự hiện diện ngày càng nhiều các nhà đầu tư châu Á như Hồng Kông, Thượng Hải, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore đã và đang góp phần tích cực thay đổi bộ mặt đô thị. Dư địa đầu tư còn quá lớn, cơ hội nào cho dòng vốn ngoại vào thị trường Việt Nam lúc này như thế nào? Chia sẻ của ông Jimmy Chan, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bất Động Sản Alpha King, người có kinh nghiệm 35 năm trong lĩnh vực bất động sản trên toàn thế giới. Vâng, xin chào ông ạ. Trong một nhận định mới đây, ông cho rằng thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành một trung tâm thương mại toàn cầu trong tương lai gần thôi. Lý do tại sao và đây có phải là lý do chính ông có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh thời điểm này hay không? Chúng tôi tin rằng sự phát triển kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam rất hứa hẹn với sự cải thiện về hạ tầng, những chính sách cải cách tích cực của chính quyền. Rất nhiều nhà phát triển bất động sản xem thành phố Hồ Chí Minh như là một điểm đến đầu tư tiếp theo quan trọng lúc này. Tôi nghĩ đây là một điều tốt khi các nhà đầu tư nước ngoài mang tới đây không chỉ tiềm lực tài chính mà là những công nghệ mới và thông minh nhất hiện nay. Và lý do chính chúng tôi muốn đầu tư ở thành phố Hồ Chí Minh là vì những dấu ấn lịch sử tại đây, sự tăng trưởng tích cực, dân số trẻ và chính quyền cởi mở. Tôi được biết thì tập đoàn của ông sẽ đầu tư vào bất động sản cao cấp ngay quận 1, quận trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh. Tại sao như vậy ạ? Chúng tôi thực sự có niềm tin rằng thành phố Hồ Chí Minh cần những ngôi nhà có chất lượng, cần một môi trường mới, đặc biệt là tại quận 1, để người dân có thể tận hưởng những dịch vụ cao cấp chất lượng. Những mô hình tòa nhà mới mà chúng tôi đầu tư ở đây hy vọng sẽ đóng góp làm thay đổi cảnh quan đường chân trời của thành phố Hồ Chí Minh. Nhìn về tương lai, chúng ta thấy thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành trung tâm kinh tế ở châu Á như là Bangkok, Singapore hay Thượng Hải. Và khi đó, chúng ta thực sự cần rất nhiều sản phẩm cao cấp chất lượng, những tòa nhà văn phòng hạng A. Tất cả những sản phẩm này đều đang khá thiếu ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Tôi nghĩ đã tới lúc thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam bước lên một chuẩn mới, tạo nên những công trình kiểu mẫu để tạo dấu ấn nhận diện trên thế giới. Vậy theo ông, đâu là những thách thức lớn của nhà đầu tư nước ngoài khi phát triển dự án tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay? Tôi không gọi đó là thách thức, mà là cơ hội cho các nhà phát triển dự án ở đây. Chúng tôi nghĩ muốn vượt qua được những khó khăn ban đầu, thì chúng tôi buộc phải tìm hiểu xem định hướng và mong muốn của chính quyền địa phương là gì, những gì mà người dân thành phố này cần, văn hóa của các bạn là gì, phong cách sống ở đây như thế nào. Tôi nghĩ tìm hiểu và biết rõ những điều này chính là những thách thức lớn nhất của chúng tôi. Và đó cũng là lý do tại sao chúng tôi đã có mặt ở đây 2 năm trước và phải tìm hiểu những điều này mỗi ngày. Tôi nghĩ đối với tất cả những thành phố đang phát triển nào thì tầm nhìn dài hạn rất quan trọng. Chính quyền Việt Nam cũng như thành phố Hồ Chí Minh đã có bước đi đúng đắn trong việc định hướng phát triển thành phố thông minh, đã giúp chúng ta cạnh tranh được với những thành phố khác trong khu vực.